Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mở đầu video, Thu Trang xin chúc các khán thính giả và gia đình mạnh khỏe. Hôm nay, Thu Trang sẽ kể cho các bạn nghe về một vụ án hiếp dâm lột da phần xác gây chấn động tỉnh An Huy năm 2011. Trước khi vào vụ án, mình rất mong các bạn có thể ủng hộ một like, một đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn và mình có duyên gặp gỡ nhé. Và bây giờ, mình xin bắt đầu vụ án. Vào hơn 6 giờ sáng ngày 15 tháng 11 năm 2011, bà Sùng sống ở thôn Tân Thục Sơn, khu dân cư Tam Lý Am, thành phố Hợp Phì, đã dậy rất sớm để đi dạo trong khu dân cư. Bà Sùng có thói quen mỗi ngày lượm những thứ từ các hộp giấy trong thùng rác để mang về đổi tiền. Vì vậy, khi đi dạo, bà thường hay lật thùng rác dưới tòa nhà số 31 trong khu dân cư này. Trong lúc lật thùng rác, bà tìm thấy vài miếng thịt. Dù những miếng thịt này có mùi hơi tanh, nhưng trông không có vẻ bị hỏng. Bà nghĩ rằng có thể dùng những miếng thịt này làm bữa sáng cho chó ở nhà, nên mang chúng về. Cùng lúc đó, nhân viên vệ sinh tên Trịnh cũng đang làm việc và tìm thấy một túi tương tự trong một thùng rác khác. Ông Trịnh sơ thử và cảm thấy túi này rất giống chứa móng giỏ lợn, thế là ông vội vàng mở túi ra. Nhưng khi mở túi, cảnh tượng trước mắt khiến ông ta sợ đến toát mồ hôi lạnh, bởi trong túi chứa hai bàn tay của người bị chặt thành nhiều đoạn nhỏ. Tay bị chặt thành nhiều mảnh nhỏ, móng tay được sơn màu đỏ rực. Cả đời ông Trịnh chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, nên ông hoảng sợ và nôn mửa liên tục. Hành động kỳ lạ của ông Trịnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của bà Sùng, khiến bà lập tức quay trở lại. Bà Sùng đi đến xem và nhìn thấy hai bàn tay đẫm máu. Thấy vậy, bà cũng sợ hãi, lùi lại vài bước. Sau khi bình tĩnh lại, bà đột nhiên nhớ ra miếng thịt vừa mang về cũng rất có thể là thịt người. Thế là bà run rẩy chạy về nhà, giành lại miếng thịt từ con chó, ném vào thùng rác và sau đó báo cảnh sát. Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát ngay lập tức đến hiện trường và phong tỏa các điểm rác trong khu dân cư. Họ tiến hành kiểm tra từng thùng rác trong số hơn 60 thùng rác của khu dân cư. Cuối cùng, trong thùng rác của tòa nhà số 31 và số 33, họ tìm thấy 3 bao lớn chứa các phần thi thể. Một bao lớn là xương của nửa dưới cơ thể, một bao lớn khác là một cánh tay bị chặt thành 3 khúc, chân thì bị chặt ra thành nhiều khúc, tách ra từ hông, xác bị phân thành nhiều mảnh nhỏ và phần đầu cũng không còn nữa. Tại trạm chuyển rác gần thôn Tân Thục Sơn, họ lại tìm thấy 2 bao nữa, bao gồm đầu, tứ chi, một phần nội tạng và xương chậu. Với những phần thi thể này, cộng với 2 bao trước đó, pháp y ngay lập tức ghép lại các phần thi thể với nhau. Kết quả cho thấy, thi thể của nạn nhân không chỉ thiếu sót mà còn bị moi hết nội tạng, da cũng bị lột sạch. Tin tức về việc tìm thấy thi thể bị lột da và phân xác trong khu dân cư giống như một quả bom tin tức nổ trong vùng. Một vụ án giết người kinh hoàng như trong phim kinh dị đã xảy ra ngay tại khu dân cư Phồn Hoa, khiến người dân vô cùng kinh hoàng và sợ hãi. Những cảnh sát kỳ cựu cũng chưa từng thấy vụ giết người nào tàn nhẫn và đẫm máu như vậy. Do khuôn mặt bị lột da, cảnh sát không thể nhận diện được nạn nhân qua khuôn mặt, chỉ có thể xác định qua các ngón tay trắng nõn. Có thể thấy, nạn nhân là một phụ nữ khoảng 20-24 tuổi. Vậy nạn nhân là ai? Tại sao lại bị giết tàn nhẫn như vậy rồi bị vứt vào thùng rác? Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát ngay lập tức thành lập một đội điều tra đặc biệt và chia thành 2 nhóm để tiến hành công việc. Một nhóm ngay lập tức bắt tay vào điều tra danh tính của nạn nhân, tiến hành điều tra và thăm dò khu vực xung quanh khu dân cư. Nhóm khác tiếp tục khám nghiệm hiện trường một cách kỹ lưỡng để tìm kiếm thêm manh mối. Khu dân cư Tân Thục Sơn có tổng cộng 37 tòa nhà. Cứ mỗi 6 tòa nhà sẽ có một dãy thùng rác và các mảnh thịt lớn chủ yếu xuất hiện ở phía sau của khu dân cư. Dựa trên thời gian nạn nhân bị sát hại và vị trí vứt xác, có thể kết luận rằng hung thủ hoàn tất toàn bộ quá trình trong một thời gian ngắn nhất có thể. Hung thủ có thể là cư dân của khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, khu dân cư Tân Thục Sơn là một khu cũ, không có người quản lý tài sản và nhân viên bảo vệ. Thời điểm vứt xác lại vào lúc mọi người đang ngủ, do đó không có nhân chứng nào. Thiết bị giám sát trong khu dân cư này, phương tiện quan trọng nhất để phá án là camera, cũng chỉ có một chiếc.
toàn bộ khu dân cư hầu như là điểm mù của camera giám sát. Điều tệ hơn là khi nhân viên điều tra cố gắng trích xuất video từ camera, họ phát hiện camera chỉ là vật trang trí, đã hỏng từ lâu nhưng không được sửa chữa. Không còn lựa chọn nào khác, cảnh sát phải sử dụng chó nghiệp vụ để tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng toàn bộ khu dân cư. Họ nhanh chóng phát hiện một đôi găng tay đẫm máu sau tòa nhà số 37. Vị trí xuất hiện của đôi găng tay rất đặc biệt. Một chiếc nằm trên cây thông gần bức tường bao quanh khu dân cư, còn chiếc khác rơi xuống bên ngoài tường. Cảnh sát phân tích rằng, sau khi gây án, hung thủ muốn vứt đôi găng tay ra ngoài sân, nhưng không may một chiếc bị mắc lại trên cây thông. Điều này càng củng cố giả thuyết rằng hung thủ là cư dân của khu vực phía Bắc. Cảnh sát tập trung điều tra các tòa nhà xung quanh nơi phát hiện đôi găng tay đẫm máu. Một cư dân cho biết, vào khoảng 9 giờ tối hôm qua, anh ta nghe thấy tiếng hét của một phụ nữ từ tòa nhà số 37. Vì thời gian ngắn và tưởng rằng đó chỉ là tiếng cãi nhau của một cặp vợ chồng, nên anh ta không quan tâm. Sau khi nhận được thông tin này, cảnh sát ngay lập tức tập trung điều tra tòa nhà số 37. Họ phát hiện vài giọt máu trên cầu thang từ tầng 3 xuống tầng 2. Nhân viên kỹ thuật xác nhận máu này giống với máu trên găng tay của nạn nhân. Nhân viên điều tra tiến hành kiểm tra từng hộ gia đình trong tòa nhà. Khi kiểm tra đến tầng 3, họ dừng lại trước cửa căn hộ số 304. Khi cảnh sát gõ cửa, một ông già khoảng 60 tuổi, dáng người thấp bé, râu ria lởm chởm ra mở cửa. Khi thấy cảnh sát, ông ta không biểu lộ cảm xúc gì và hỏi, các anh làm gì đấy? Trong khi cả khu dân cư đang xôn xao về vụ án man rợ, cảnh sát và chó nghiệp vụ đi khắp nơi rà soát, thì ông già này lại ung dung ngồi uống rượu ở nhà, không có vẻ gì là quan tâm. Cảnh sát tiến hành khám xét phòng khách và phòng ngủ, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Tuy nhiên, khi kiểm tra phòng tắm bằng đèn chuyên dụng, họ kinh ngạc thấy tường, đèn tắm, bồn cầu và bồn rửa tay đều có phản ứng dưới ánh sáng của đèn. Hiện tượng này cho thấy các khu vực này từng có máu bắn lên không lâu trước đó. So với máu của nạn nhân, họ xác định rằng những vết máu này trùng khớp. Rõ ràng, đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Cảnh sát lập tức bắt giữ ông già 60 tuổi này. Ông già này tên là Vương Kế Luân, 60 tuổi, là một tài xế xe buýt đã nghỉ hưu. Cảnh sát ngay lập tức đưa Vương Kế Luân về đồn cảnh sát để tiến hành điều tra. Tuy nhiên, trước những câu hỏi của cảnh sát, Vương Kế Luân giữ im lặng, từ chối hợp tác và không nói lời nào. Thái độ này càng làm tăng nghi ngờ từ phía cảnh sát rằng ông ta có liên quan lớn đến vụ án. Cùng lúc đó, nhóm cảnh sát còn lại tiếp tục khám xét nhà Vương Kế Luân. Cuối cùng, trong phòng ngủ của ông ta, họ tìm thấy một túi sách phụ nữ, bên trong có điện thoại, son môi, chứng minh nhân dân và các vật dụng khác. Chứng minh nhân dân thuộc về một cô gái tên là Phương Vân, 24 tuổi, địa chỉ cư trú là tòa nhà số 36, ngay cạnh nhà Vương Kế Luân. Do đầu và mặt của nạn nhân bị lột ra, cảnh sát không thể xác định ngay lập tức liệu nạn nhân có phải là Phương Vân hay không. Vì vậy, họ tìm đến cha mẹ của Phương Vân và lấy mẫu ADN từ họ để so sánh với các mảnh thi thể được tìm thấy trong thùng rác. Cuối cùng xác định được nạn nhân chính là Phương Vân. Kết quả này khiến cha mẹ Phương Vân như bị sét đánh ngang tai. Họ không thể tin rằng Vương Kế Luân lại là kẻ giết hại con gái mình. Vì hai gia đình đã là bạn thân nhiều năm, theo quan hệ thân tình, Phương Vân gọi ông ta là chú. Làm sao ông ta có thể làm ra chuyện tàn ác mất hết tính người như vậy? Cảnh sát cũng rất muốn biết lý do tại sao Vương Kế Luân lại giết Phương Vân. Vì vậy, họ tăng cường sức ép trong cuộc phỏng vấn Vương Kế Luân. Sau hơn 10 tiếng thẩm vấn căng thẳng, Vương Kế Luân cuối cùng đã sụp đổ và thú nhận hành vi giết hại Phương Vân. Theo lời khai của Vương Kế Luân, ông ta và bố của Phương Vân là đồng nghiệp tại công ty xe buýt số 2. Vợ ông ta và mẹ của Phương Vân cũng là đồng nghiệp trong cùng một xưởng sản xuất. Do đó, hai gia đình rất thân thiết. Khi còn nhỏ, Phương Vân thường xuyên đến nhà Vương Kế Luân chơi. Có thể nói rằng vợ chồng Vương Kế Luân đã chứng kiến Phương Vân trưởng thành. Phương Vân từ nhỏ đã thông minh, lanh lợi, đáng yêu, khiến Vương Kế Luân rất yêu quý cô và thường xuyên cho cô tiền tiêu vặt. Tuy nhiên, khi Phương Vân lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, điều này đã khiến Vương Kế Luân nảy sinh những ý nghĩ đổi bại. Phương Vân xem Vương Kế Luân như một người chú, không cảnh giác với ông ta,
thậm chí thường xuyên đến thăm nhà ông. Điều này càng kích thích ý đồ xấu xa của Vương Kế Luân. Trước vẻ đẹp và thân hình gợi cảm của Phương Vân, Vương Kế Luân đã hoàn toàn bị cám dỗ và thực hiện hành vi tội ác của mình. Vài tháng trước khi xảy ra vụ án, con dâu của Vương Kế Luân vừa sinh con. Vợ ông ta đã đến nhà con trai để chăm sóc cháu nội, để lại Vương Kế Luân một mình ở nhà. Cảm thấy cô đơn, Vương Kế Luân bắt đầu nghĩ đến Phương Vân xinh đẹp, người mà ông đã quen biết từ khi cô còn nhỏ. Ngày 14 tháng 10 năm 2011, ông ta mời Phương Vân đến nhà dưới danh nghĩa một bậc trưởng bối muốn tặng cô một bộ mỹ phẩm. Phương Vân không hề nghi ngờ gì đã đồng ý đến nhà Vương Kế Luân. Nhưng cô không ngờ rằng người chú đã chứng kiến cô lớn lên lại là một con quỷ đội lốt người. Khi Phương Vân đến nhà, Vương Kế Luân liền bộc lộ bản chất thật của mình. Ông ta khóa cửa lại và kéo Phương Vân vào phòng ngủ, lập tức thực hiện hành vi cưỡng bức. Phương Vân hoảng sợ và la hét, cố gắng chống cự lại. Vương Kế Luân bị tiếng hét của cô làm cho hoảng sợ, liền dùng cả hai tay bóp chặt cổ cô, cố ngăn cô phát ra tiếng. Trong cơn bốc đồng, Vương Kế Luân đã bóp cổ Phương Vân cho đến khi cô ngưng thở và định cưỡng hiếp cô. Thấy Phương Vân đã chết, Vương Kế Luân hoảng loạn và cố gắng thực hiện hô hấp nhân tạo nhưng không thành công. Để che giấu tội ác, Vương Kế Luân dùng dao bếp vào nhà mình để phân xác Phương Vân và lột da và róc từng mảnh thịt. Trong quá trình phân xác, ông ta còn đặt đầu của Phương Vân vào nồi đun sôi cho đến khi chỉ còn nhìn thấy một hộp sọ trắng thì mới dừng lại. Sau khi hoàn thành mọi việc, trời đã sang rạng sáng hôm sau. Vương Kế Luân đặt các mảnh thịt và xương vào nhiều túi nhựa và lần lượt mang xuống dưới lầu, bỏ vào các thùng rác trong khu dân cư. Những mảnh lớn hơn, ông ta dùng xe đẩy nhỏ của nhà để đưa ra ngoài khu và vứt vào thùng rác bên đường. Sau đó, ông ta thản nhiên uống rượu ở nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Vương Kế Luân nghĩ rằng nếu mình không hoảng loạn, cảnh sát sẽ không nghi ngờ ông ta. Tuy nhiên, ông ta đã đánh giá thấp khả năng phá án của cảnh sát hình sự. Cuối cùng, cảnh sát vẫn tìm ra ông ta dựa trên những manh mối nhỏ. Vụ án đã được làm sáng tỏ, nhưng cảnh sát vẫn còn một thắc mắc lớn. Liệu Vương Kế Luân giết Phương Vân và phân xác chỉ vì bị cô chống cự lại? Theo logic tội phạm thông thường, mục đích của việc giết người và phân xác chỉ để tiện phân xác. Nhưng tại sao ông ta lại lột da nạn nhân? Ngay cả khi muốn kéo dài thời gian phá án của cảnh sát, cùng lắm chỉ cần phá hoại khuôn mặt, tại sao ông ta phải lột da toàn thân? Điều này không khác gì làm tăng độ khó đối với một người đàn ông đã ngoài 60 tuổi, sức lực không còn như người trẻ. Sự tàn nhẫn trong việc lột da này ẩn chứa điều gì không thể biết được. Nhưng Vương Kế Luân luôn giữ im lặng về điều này. Vì vậy, lý do đằng sau hành động này hiện tại vẫn chưa thể biết được. Ngày 15 tháng 3 năm 2012, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hợp Phì đã công khai xét xử vụ án của Vương Kế Luân. Tại phiên tòa, Vương Kế Luân đã ngụy biện rằng mình chỉ bóp cổ Phương Vân sau một cuộc tranh cãi, chứ không cố ý làm hại cô. Ông ta khai rằng khi thấy Phương Vân ngã xuống và không còn cử động, ông ta đã cố gắng thực hiện hô hấp nhân tạo nhiều lần nhưng không thành công. Khi nhận ra Phương Vân đã chết, vì lo sợ bị phát hiện, ông ta mới quyết định phân xác và vứt bỏ thi thể vào thùng rác. Luật sư bào chữa cho Vương Kế Luân lập luận rằng ông ta không có ý định phạm tội từ trước. Sau khi sự việc xảy ra, ông ta đã cố gắng khắc phục hậu quả, dù không thể cứu sống nạn nhân. Hơn nữa, Vương Kế Luân đã già và có thái độ nhận tội tốt. Vì vậy, luật sư đề nghị tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tòa án nhận định rằng Vương Kế Luân chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà sử dụng biện pháp cực đoan nhất để giết người. Mặc dù ông ta khai rằng đã cố gắng để cứu nạn nhân, nhưng đây chỉ là lời khai một phía, có thể là bịa đặt và không có chứng cứ rõ ràng để xác minh. Và hơn nữa, không thể xác minh được ông ta có cưỡng bức nạn nhân không, vì thi thể nạn nhân đã bị chia nhỏ và xử lý. Sau khi giết người, ông ta đã phân xác và vứt xác một cách tàn nhẫn, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Mặc dù Vương Kế Luân đã 60 tuổi, nhưng ông ta vẫn chưa đủ điều kiện để được giảm án theo quy định của pháp luật. Do đó, những lý do bào chữa trên không thể giúp ông ta được giảm án. Ngày 6 tháng 4 năm 2012, tòa án đã tuyên án Vương Kế Luân phạm tội cố ý giết người, kết án tử hình
và buộc ông ta bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 380.000 nhân dân tệ. Trong suốt quá trình tuyên án, Vương Kế Luân cúi gập người và không dám cử động. Sau khi nghe tòa tuyên án tử hình, ông ta run rẩy, không đứng vững và ngã khuỵu xuống đất. Ông ta nói rằng mình bị cao huyết áp nên đột ngột chóng mặt và tuyên bố không kháng cáo. 6 tháng sau, vào ngày 19 tháng 10 năm 2012, Vương Kế Luân bị xử tử. Tên hung thủ già độc ác này đã hoàn toàn bị loại khỏi xã hội, mang lại chút an ủi cho gia đình nạn nhân và sự an tâm cho cộng đồng. Vương Kế Luân, một tên tuy già có tuổi nhưng lại không kiểm soát được hành vi thú tính của mình. Vì sự ham mê nhục dục, vì sự thú tính của bản thân mà hắn đã ra tay sát hại dã man cô gái đáng tuổi con hắn, để cho cô gái trẻ với tương lai đầy sáng lạng phải chết một cách tức tưởi. Đáng buồn thay, cô rơi vào hoàn cảnh thê thảm này là do Vương Kế Luân là bạn thân của bố mẹ cô, cho nên đối với hắn, cô không có sự phòng bị nào. Cho nên đây cũng là bài học mà mình gửi đến các bạn nữ. Đừng nhẹ dạ cả tin mà đẩy bản thân vào chốn hiểm cảnh. Vâng, vụ án này đã kết lại câu chuyện của chúng mình ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận để chúng mình trao đổi nhé. Và đừng tiếc một lượt like, một đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn biết tới kênh của mình nhé. Cảm ơn bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.